Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Hoan hỷ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn và thành công. Làm công việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên và không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng điều đó có phải là đang quá xa vời với chúng ta không ạ? Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình hòa thuận nhưng mà kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng và gánh vác trên vai rất nhiều những trọng trách. Cũng có người kinh tế thì họ rất là dư giả, nhưng mà trong cuộc sống tinh thần thì lại không được hạnh phúc trọn vẹn, nhất là những người đã có gia đình rồi. Kết nghĩa thì đó cũng chính là cái chuyện thường tình ở trong kiếp nhân sinh, phải không thưa quý vị? Và trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch ngày hôm nay, thì chúng tôi những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 6 âm lịch ngày hôm nay. Trong tháng 6 âm lịch này thì công danh sự nghiệp tài lộc vận hạn của những gia chủ tuổi Dần 1998 sẽ ra sao? Và con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc giống như là những con giáp khác hay không? Và trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 6 âm lịch này, họ sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Sức khỏe tình duyên có biến chuyển ra sao trong tháng 6 âm lịch? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi thông tin tới tất cả quý vị qua phần bình luận của thầy Gia Cát ngay sau đây. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có mệnh thành đầu thổ, tính cách có phần cao ngạo, cực kỳ tự tin, cũng có nhiều khát khao và lý tưởng cao xa. Họ có tham vọng gây dựng sự nghiệp lớn lao, giành địa vị cao trong xã hội và được nhiều người nể trọng. Quý vị gia chủ nên tự kiểm soát bản thân, đừng quá tham lam kẻo tự hại chính mình. Người này bản chất lương thiện, giàu lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ mọi người. Với bạn bè, họ chính là người đáng tin cậy và là chỗ dựa cho bạn mỗi khi cần, là người khẳng khái, giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ trái tim chứ không cần báo đáp. Song, họ có nhân duyên tốt, từ đó kết giao được những người bạn đáng quý. Họ có niềm yêu thích với các vấn đề huyền bí hoặc liên quan đến triết học. Nếu bỏ thời gian và công sức tìm hiểu thì rất có thể sau này sẽ có thành quả bất ngờ. Trong công việc, họ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, song cần nhạy bén nắm bắt cơ hội để có nhiều không gian phát triển năng lực hơn nữa và thu hút được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu tìm tòi thêm kiến thức mới, nâng cao năng lực bản thân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này. Tháng này tình hình của người tuổi Dần sinh năm 1998 nhìn chung là thuận lợi, bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng, bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh, chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu có buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần, trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không mong muốn. Khi gặp phải vấn đề, cần bình tĩnh đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này dự báo nếu còn đang đi học, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp, đạt thành tích cao nhất. Nhưng do tác động xấu của hung tinh, bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến việc học tập, không giữ được sự tập trung, khiến cha mẹ thầy cô phàn nàn. Nếu đã đi làm, bạn sẽ phải đối mặt với khá nhiều thử thách, đồng thời gặp nhiều rắc rối, cũng bởi vì cái tính nóng này không kiểm soát tốt cảm xúc của mình gây ra. Dù không thể phủ nhận năng lực làm việc của bạn, nhưng nếu cư xử một cách tùy hứng như vậy, bạn sẽ gặp rắc rối to.
Ngoài ra, áp lực từ công việc, đồng nghiệp, cấp trên khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Bạn nên vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Với sự hỗ trợ từ phía gia đình, bằng sự khéo léo của bản thân, tuổi Mậu Dần hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong năm 2022. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn, cần phải tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà của cả gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng này bạn có thể gặp phải một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra thì da dẻ của bạn cũng có dấu hiệu kém sắc, dễ nổi mụn nhọt, do đó bạn nên uống nhiều nước. Không nên thức khuya để bảo vệ làn da của mình luôn tươi tắn. Bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua, thay vào đó hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn chưa đủ, ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe, vì thế đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có các tinh chiếu mệnh sẽ giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra hài hòa, tốt đẹp, làm gì cũng có người giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến. Và có những việc con giáp này không dự đoán trước được, vì thế hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Người độc thân có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm tình yêu cho mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho những người tuổi Dần những mối quan hệ như ý. Có điều bản mệnh cần phải giữ tỉnh táo, kẻ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng tình cảm mà lừa gạt cả tình lẫn tiền. Càng là người mới quen càng phải tìm hiểu cặn kẽ, chớ để vẻ bề ngoài hào nhoáng hay những lời đường mật chót lưỡi đầu môi của đối phương che mắt. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm và ít xung đột. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Mậu Dần trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Có nạp giáp, canh thân, có nạp âm, thạch lựu mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp nhâm thân, có nạp âm kiếm phong kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Dần trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây là những chia sẻ của phong thủy gia cát về tử vi của tuổi Mậu Dần 1998 trong tháng 6 âm lịch, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Dần. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức mới này. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi.